Mỹ Linh xin chào mọi người nha. Hôm nay là một ngày không được đẹp trời lắm, trời mưa lâm tâm, và là một ngày chủ nhật đặc biệt vì hôm nay là có ngày gọi là ngày diễn hành nhiệt đới ở Paris, và điểm khởi hành sẽ bắt đầu ngay ở điểm phía trước mọi người. Mình sẽ quay cho mọi người coi. Đúng ra là cái diễn hành hóa trang nhiệt đới này sẽ diễn thường là vào cái tháng 7, đầu tháng 7, nhưng vì do lễ hội Olympic ở Paris nên đã dời lại vào tháng 10. Mình sẽ mời mọi người coi nhé. Và cái này là lần kỷ niệm lần thứ 22. Cái lễ hội này đã được bắt đầu từ năm 2002, và bây giờ đã 22 năm rồi nha mọi người. Đằng sau mọi người là Arc de Triomphe, là Hải Hoàng Môn ở Paris đó mọi người nha. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène à voir le carnaval défilé de Tropicale à Paris. Normalement, le carnaval à Paris ça commence au mois de juillet, début juillet, la semaine week-end, première semaine de juillet. Sauf que cette année, à cause de l'Olympique, il a décalé, reporté au mois d'octobre. Voilà, maintenant je vais vous montrer le carnaval Tropicale sur la belle avenue. Le Champs-Élysées, voilà, cuộc diễn hành này sẽ được làm trên một cái con đường đẹp nhất ở Paris, nó gọi là đường Champs-Élysées ha. Trên đường này có Khải Hoàng Môn nha mọi người. Mọi người là Khải Hoàng Môn đây, và mọi người thấy là rất là đông mọi người tới đây nha mọi người ha. Ở đây mình thấy là xe chặn rồi nè, đó là chỗ để cho người ta diễu hành nha, mình sẽ quay lại đó coi nha. Hồi nãy mình đi xuống metro, mình không biết là mình phải lấy metro dừng trước vì cái khởi hành từ đầu kia, mình lại xuống ngay trạm ở Khải Hoàng Môn mọi người. Đúng ra mình phải xuống trạm ở Phong La, thì nó lại đầu của cái chỗ khởi hành đằng kia. Đây là lần đầu tiên mình có dịp đi coi nha. Je suis trompé la descente. Normalement, je dois prendre la descente de métro Franklin au lieu de Charles de Gaulle Étoile parce qu'ils ont commencé plus loin là-bas. Hiện nay con đường Champs-Élysées đã được chặn lại nên tất cả các xe cộ sẽ không được đi đến này nha, để cho những người diễn hành đi qua đây. Trước mặt mọi người là thương hiệu Louis Vuitton nè. Những người mà đi qua bên Pháp này thường rất hay đến đây mua những cái túi xách ở đây, hay đồ đạc ở đây đem về Việt Nam sử dụng hoặc là bán lại ha. Nhìn làm đẹp không? Làm giống như một cái hộp vali có khóa vậy mọi người ha. Đây, cửa hàng thương hiệu Louis Vuitton. Ở con đường Champs-Élysées này là mọi người thấy có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng ha. Con đường này vào ngày Noel thì rất là đẹp. Họ để những dàn đèn theo dọc hai con đường. Và trên mạng Internet nói Champs-Élysées là con đường được xếp vào hạng đẹp nhất ở trên thế giới. Đây, mọi người thấy họ để những cái hàng rào để cho mọi người đứng hai bên đường coi trên những cái diễn hành sắp tới bên kia. Mình sẽ đi lên phía trước nha. Theo thông tin trên mạng thì ở đây sẽ có nhiều đội múa, trong đó là có tới 20 đội múa với những âm nhạc, điệu múa và trang phục truyền thống đại diện của nhiều nước trên thế giới, với sự tham gia của một số vận động viên từng đoạt huy chương đồng và huy chương bạc ở Paris Olympic, giống như Enzo Lefort về huy chương đồng và Yannick Bohan về huy chương bạc về đấu kiếm nha mọi người. Và ở đây cuộc diễn hành này có được phần thưởng cái hạng nhất dành cho những người có âm nhạc hóa trang, giải thưởng về toàn diện là 3.000 euro, giải thứ là 500 euro âm nhạc, 500 euro cho trang phục và 500 euro là cho hạng mục biên đạo. La première prix c'est 3000 euros. Les prix après c'est 500 euros pour les
le croissant et la musique. Donc à la fin de groupe de des billets, il y a des prix pour le groupe gagnant. Masse libération, merci d'avancer. Và mọi người thấy cái bảng đồ có những cái phong trào màu không? Vì cái biểu tượng của ngày diễn hành ngày hôm nay là biểu tượng của Thế vận hội Olympic ở Paris. Và cái chủ đề là Thế vận hội Olympic ở Paris nha. Nên mọi người thấy những cái phong trào phía trước mặt đó ha. Và đây cũng là để đóng cửa lại cái lễ đóng cửa lại cái đại hội Olympic ở Paris. Thank you.
Ouais, ça me...
lắm không? Yeah.
đội này chắc cũng có thể trúng giải nè, mặc đồ rất là đẹp.
Onda Samba, thấy đề chữ trường dạy Samba. Lila Sina. Bắt đầu đổ mưa lâm tâm rồi mọi người, thật là tội nghiệp cho những người diễn hành.
Giờ la pluie commence à tomber légèrement. C'est un peu dommage pour les personnes faire le carnaval des filets quoi, dans la pluie quoi. Mà chương trình này diễn vào đầu tháng 7 thì mình không có dịp coi nha mọi người, lần đầu tiên mình được đi coi đó. Tại vì tháng 7 là mình đi nghỉ hè nên thường thường tháng 7 mình không có coi được. Mà may là nó dời vào tháng 10 do cái Olympic nên mình mới được coi. Đây một nhóm ở đây. Cờ này không biết là của xứ nào ha.
dù che nè, mưa rớt vô máy nè. Thank you.
không lầm thì nhóm này là mình đã thấy ở Monton trong lễ hội tranh. Si je pas trompé, j'ai déjà vu le groupe de danse dans la fête de citron à Monton. C'est appelé le groupe de danse des feux. Có nghĩa là nhóm nhảy múa theo điệu nhảy của lửa. Nên mọi người thấy những cái cánh họ làm theo giống ngọn lửa không? Rất là đẹp. Nhóm nhảy này tên là Trivago ở Pháp. Quá trời đẹp luôn nè. Avec la pluie, la pauvre, les danseuses, j'espère, n'a pas tombé malade après le carnaval, quoi. À, đây là cái nhóm cuối cùng ngày hôm nay. Nhóm nhảy này sẽ vừa đi và vừa nhảy trên quãng đường Champs-Élysées cho đến Khải Hoàn Môn và sau đó sẽ được ban giám khảo chấm điểm, hạng nhất là 3.000 euro và sau đó là 3 giải khác là mỗi giải 500 euro dành cho âm nhạc, vũ điệu và trang trí quần áo cũng như biên đạo diễn nha mọi người. Coi
coi đến cái vấn đề chấm giải rồi mọi người. Đối với mình, người nào cũng được giải hết, người nào cũng đẹp hết. Do vậy vậy hẹn mọi người đi vô sau nha, nhớ nhìn chọn có like nha. Mỹ Linh Việt ba lô là sắp ba lô đi khắp nơi để đi coi và thấy có những gì hay đẹp coi và chia sẻ.